Chào mừng tất cả các chị đã đến với clip mới của shop em. Các chị ơi, khi mình nhìn em đang mặc trên người đây thì giống một cái đầm đúng không nè. Nhưng mà khi mà em giới thiệu với các chị thì đây sẽ là một cái set ha, gồm một cái chiếc áo bên trên và một cái chân váy phía dưới. Các chị có thể mặc mình phối rời với nhau. Và cái đầm như thế này thì các chị có thể thấy được giống như là một cái cổ vest. Đây các chị thấy không, rất là sang trọng. Và màu em đang mặc trên người là màu nâu. Và nâu nhạt mình mặc vô nhìn rất là trắng da luôn các chị. Một chân váy xếp ly cộng với là một cái chiếc áo vest như thế này. Nhưng mà cái áo này là cái line nó cũng dài nha các chị nha. Cho nên mình mặc nhìn nó giống một cái đầm lắm, rất là xinh đẹp. Các chị có thể phối riêng với nhau, ví dụ như chân váy này phối với áo khác, hoặc là áo này mình phối với quần sọt, hoặc là một cái quần legging dài, hoặc là chân váy này cũng xinh hết trơn á. Có hai màu cho các chị. Chất liệu thì có co giãn, xếp lên nhìn rất duyên dáng, với lại nó sẽ có đính nút ở đây cho mọi người đây. Các chị thấy rõ không? Em thấy cực kỳ sang trọng luôn. Có hai túi ở đây, nhưng mà cái này là nắp túi thôi nha các chị nha, chứ nó không có cái túi thật. Và mẫu đây các chị có thể đi tiệc, đi chơi, dạo phố đều được hết. Và hai màu, bây giờ em xoay đằng sau cho các chị coi nha. Đây, phía sau lưng đây, nhìn kỹ giùm em nè mấy chị ơi. Xếp ly tạo được cái độ phồng và che khuyết điểm nhiều lắm các chị. Còn màu nữa em chuyển sang cái màu khác cho các chị coi. Hai màu và nhớ coi hết clip nha. Màu sắc thứ hai còn lại đây các chị ơi. Như màu đầu tiên là một cái tông màu nâu vô cùng mà nhìn rất là sang trọng và nhìn nó tây. Thì màu này là một cái tông màu đen, em thấy rất là huyền bí và nhìn nó cái kiểu như là nhìn nó hơi cá tính một chút xíu đúng không các chị. Và cái kiểu này thì các chị có thể thấy được là giống như màu đầu tiên, vẫn là kiểu cổ vest và có hai món là sẽ gồm một cái áo bên ngoài với lại một cái chân váy ở phía dưới đây. Và áo cũng dài nha các chị, chân váy thì nó sẽ dài hơn, mình mặc tặng cảm giác như là nó có hai tầng, rất xinh đẹp. Và nó xếp ly tạo được cái độ phồng cho cái phần dưới đây, cảm giác như là cái thân hình mình rất là cân đối. Chị nào có nhiều khuyết điểm thì nó sẽ che được hết cho các chị. Đặc biệt màu đen các chị có thể phối được rất là nhiều phụ kiện khác nhau. Và cái set này các chị có thể mặc được khoảng từ em nghĩ là 60 đô lại, có size dành cho các chị luôn nha. Hai màu, màu đen với lại là màu nâu, các chị ưng màu nào thì gửi ngay mà sản phẩm số điện thoại cho em màu đó. Xoay một vòng cho kết một là chị có màu đen nè, dễ thương ha mọi người. Và cái chân váy bên trong sẽ có quần cho các chị luôn, mặc di chuyển không có sợ bị hở nè, hay là mình rất là thoải mái luôn.